Rồi, chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với video của em nha. Đây, hiện tại đang quay cho anh em xem một tấm chiếu gỗ gõ cốt nam phi. Bộ này thì nói chung thì khá là ok luôn. Bộ này hàng phe cả tự nhiên anh em nhé. Bộ này hàng phe cả tự nhiên, vâng tự nhiên. Bộ này thì rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nha. Đấy, cạnh này anh em có thể nhìn thấy cạnh không? Hàng này thì nói chung thì em để cũng khá là lâu rồi. Đấy, bộ này nói chung nếu mà anh em mà chơi phe cảnh tự nhiên thì khá là ok luôn. Tại vì nhìn cái chất gỗ, màu gỗ nhìn nó rất là cứng luôn anh em ạ. Hàng này là hàng chuẩn bìa cho anh em ạ. Đấy, hàng chuẩn bìa luôn. Nếu mà để nói thực chất ra về cái loại gỗ này nha. Về cái loại gỗ này nếu mà cái độ dày nó 20 phân như thế này thì anh em khó phải bằng. Nhiều người thì người ta quan tâm những loại gỗ quý như ba chi ba đồ, nhưng mà theo em thực chất thì những cái loại này anh em mua những cái loại này mà dày tầm cỡ 16 phân trở lên là anh em xài thấy nó rất là chất lượng luôn. Đấy, rất là chất lượng luôn. Mà bộ này thì nó dày tới 20 phân và chiều dày tới 20 phân và rộng là 1m88 anh em nhé. Rộng ý là nó đang theo cạnh là 1m88 nhé. Còn chiều dài là 3m1, vuông là 1m72, vuông là 1m72 nhé. 1m72 thì khá là rộng luôn ấy, chứ nó không phải là nhỏ đâu. Anh em thấy nhìn thấy này, hàng này thì chuẩn bìa cho anh em luôn, không tim không phổi. Đây hàng mộc thực tế luôn nhé, cái này em quay hàng mộc thực tế luôn nhé. Đây, đây chỉ có mấy cái đường răm nhỏ thôi. Đấy, mấy cái đường răm nhỏ thôi. Còn ngoài ra thì bộ này thì đẹp toàn diện. Về những cái đường răm nhé, em dám bảo hành cho anh em luôn, sẽ không có hiện tượng nứt nẻ sau này cho mọi người luôn. Đấy, cái đấy là một điều chắc chắn. Hàng này là em chưa có khoan cơm gì hết nhé, em dám khẳng định luôn. Tại vì cái gỗ này nha, cái gỗ này á mà nó tùy từng cây nha mọi người. Có cây á, thì ví dụ mình mua về mình làm lên, có cây thì nó rút nó mo các kiểu. Nhưng mà còn cái cây này của em nha, cũng khẳng định luôn, về anh em xài không khác gì những loại gỗ loại mục. Tại vì em làm nhiều em biết cái cây nào á, nó mà nó đã chịu á là nó sẽ, nói chung nó mà đã chịu ấy thì nó rất là bền luôn, cho nó không có ấy. Còn còn cái nào mà nó không chịu được là về là nó sẽ có hiện tượng là rút hoặc là cong ve ngay. Đấy, thì nói chung cái bộ này á, thì anh em mà nếu mà quan tâm á, thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 0333388719 nhé. Rồi em sẽ báo giá trực tiếp cho anh em nhé. Tại vì là hàng em dạo này thì em cũng cần nhờ đến cộng tác viên bán nữa. Nên là khi em báo giá công khai á, thì nhiều cộng tác viên á, thì người ta sẽ không bán được. Ví dụ người ta trùng mối hay là trùng khách ấy, thì người ta sẽ không bán được cho em. Thì cái đấy là rất là khó luôn. Nên là anh em nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, bộ này thì khỏi chê vào đâu luôn. Chất gỗ thì nói chung quá là cứng luôn. Cái này là hàng mộc nguyên luôn nhé. Đấy, đây là hàng bìa nhé, vỏ này. Anh em nhìn thấy vỏ này. Đấy, còn anh em mà nếu mà thích hàng vuông thì đây, hàng vuông thì cũng có luôn nhé. Nhưng mà em chỉ quay giới thiệu một sản phẩm thôi nhé. Rồi, mình xin kết thúc video đây nhé.